nhiều lịch sử đó thì nó đã trở thành như là một hiện thực đó, trải dài trong mấy thế kỷ vừa qua. Và người Phật tử Nhật Bản xem đó là một chuyện rất bình thường, không có gì là đáng nói hết á. Và ở Tây Tạng, bốn trường phái thì ba trường phái đã lập gia đình nè. Chỉ có phái Mũ Vàng của Đức Đạt Lai Lạt Ma là không lập gia đình và đang kêu gọi đời sống độc thân như tinh thần Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Việc mà vi phạm điều đạo đức tâm linh tích dục đó đã làm cho người tỳ kheo mất đi cái tư cách tỳ kheo. Tỳ kheo đi mất đi tư cách của tỳ kheo đi. Và do đó Đức Phật đã sánh ví giống cây cao, cây dừa chặt đứt cái ngọn là không có cái khả năng gọi là hồi sinh, giống như là những cái loại cây cổ thụ khác. Ta chặt nhánh, chặt rễ luôn nó vẫn sống được, còn cây cao chặt đứt là coi như là nó sẽ chết. Để khích lệ những người tu phải giữ sự trong trắng tâm linh của mình từ lúc mà vào trong tăng đoàn cho đến lúc mà mình qua đời, để kết quả của sự tu tập làm nơi nương tựa cho người Phật tử tại gia. Và dĩ nhiên là không phải mấy ai cũng có thể làm được việc đó một cách trọn vẹn. Cho nên cái quá trình tu của tu sĩ Phật giáo nó giống như hiện tượng trứng cá bông xoài, có nghĩa là rơi rụng rất nhiều và thành quả đạt được đó còn lại là những tinh hoa, bao giờ cũng ít hơn. Nó cũng giống như là một cái kim tự tháp, cái đế bên dưới thì to, mảnh bên cao thì nhọn, càng lên cao thì càng ít. Thì cái sự tu tập chuyển hóa tính dục đó nó cũng diễn ra như thế. Lời Phật dạy bao giờ cũng là đúng, lời Tổ dạy đó bao giờ nó cũng mang tính phương tiện. Cho nên giữa Phật và Tổ, ta chọn Phật vẫn ăn chắc mặt bền hơn. Còn cái nguyên nhân nào, lý do gì, bối cảnh văn hóa lịch sử thì nó phức tạp lắm, đề cập đến nó không biết khi nào nó mới xong. Và Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng đã chọn cái phong cách sống như thế này. Và các nhà sư đó thì chọn con đường nhập thế với hình thức là người nửa tăng nửa tục. Khi ở chùa thì mặc áo nhà sư, khi có mặt ở công sở thì mặc quần tây để tóc, về thì sống với gia đình và vẫn có thể đóng góp được cho các Phật sự về phương diện nhân thừa và thiên thừa, tốt hơn rất nhiều các cư sĩ tại gia. Thì cư sĩ tại gia chỉ nhắm đến cái mục đích gia nghiệp của mình thôi, còn các tăng sĩ mà lập gia đình đó thì mục đích chính của họ không phải là nuôi cho cái vợ và con, mà là để truyền bá Phật pháp. Cho nên những giáo phái Phật giáo Nhật Bản đó, mặc dù đi con đường này mà đóng góp Phật sự đó về phương diện xã hội là cực kỳ lớn, rất là mạnh. Cho nên họ có cách riêng để làm đạo, còn cái giá trị giới hạn của họ là mình thấy rồi, thì người đi theo con đường đó không thể chứng đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát, mà trở thành một cái người cao hơn cư sĩ đó. Đó là một sự thật mà ta phải chấp nhận. Còn bây giờ thì giới luật bị ảnh hưởng bởi luật pháp của các quốc gia, mà tôn giáo được xem như là sự lựa chọn tự do, rồi các cái quy định trong đạo Phật thì nó lại không có nghiêm khắc như là thời của Đức Phật, hoặc là nó cũng không có được một cái tổ chức về Phật giáo toàn cầu giống như là Vatican của Thiên Chúa giáo để giám định rồi xét xử tất cả những vấn đề đi đúng truyền thống hay không đúng truyền thống của Đức Phật. Vì chủ trương là tự do và khích lệ cái tự do nó ở mức độ tối đa, mà những cái đi ngoài truyền thống nó đã trở thành như là một truyền thống mới. Truyền thống mới đó đã được rất nhiều Phật tử thừa nhận và thấy nó không phải là một vấn đề, bởi vì phần lớn họ không hiểu. Không hiểu cho nên là xem nó là một chuyện rất là bình thường. Ở tại Việt Nam thì cũng có những chùa như thế, và chúng tôi đã từng tới tham quan nghiên cứu những ngôi chùa này, để các hoạt động từ thiện ở các chùa đó rất là mạnh. Các Phật tử đi tụng kinh vẫn đông như thường. Thì trong chùa thì có làm có nhiều cái chùa đó thuộc trường phái này, ví dụ như thầy trụ trì có 5 đứa con gái thì có 5 ông thầy anh em cột chèo cũng cùng ở trong chùa, cũng chia phòng rõ ràng. Rồi quý bà thì làm những công việc như là bán đồ chay, làm những cái việc ảnh như là kinh doanh về nhang, hoặc là làm những việc gì đó. Còn các ông thầy thì vẫn đi làm từ thiện, rồi vẫn tụng kinh bái sám, tổ chức các cái đạo tràng, và quần chúng vẫn rất là đông. Ở Củ Chi nó có một giai đoạn á, là những vị mà tu theo trường phái này đó là làng xóm đó muốn giữ cho ông thầy thì phải cưới vợ đẹp cho ông thầy. Ta tổ chức làm một cái lễ cưới rất là linh đình.
và xem chuyện đó là chuyện rất là bình thường thôi. Thế vì nó là chuyện thống mới mà. Và do đó nếu ông thầy mà không hài lòng về vấn đề mà đính hôn thì ông có thể bỏ đi chùa khác, thì ở chùa đó không có người trông coi. Cuối cùng người ta phải duy trì cái truyền thống đó. Giáo hội chúng ta thì khi thành lập cho đến bây giờ vẫn tôn trọng những cái điểm dị biệt của các hệ phái vì yếu tố muốn thống nhất cho mục đích chung. Còn cái quan điểm hệ phái đó đi đúng truyền thống Phật hay truyền thống Phật thì mỗi bên phải tự lãnh lấy cái hậu quả hay là kết quả của nó thôi. Đó là vấn đề biệt nghiệp. Còn cái cộng nghiệp chung của Phật giáo là làm sao nối kết lại những sự khác biệt đó vẫn có thể tồn tại trong một ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Thì đó là cái nỗ lực của các bậc tôn đức đi trước chúng ta. Và bây giờ chúng ta cũng không có một sự lựa chọn nào khác. Chứ vì thế mà trong thời vừa qua chúng tôi đề nghị hội đồng điều hành của học viện đó mở cửa thật là rộng, tất cả các giáo phái cùng học mà không cần phải trải qua trung cấp Phật học, chứ còn có lớp 12 là được ghi danh. Và rất nhiều các tăng ni trẻ, xin lỗi, các tăng trẻ thuộc trường phái đó cũng vào trong các trường Phật học đại học. Và khi vào các trường Phật học để học một cách nghiêm túc đó thì biết cái nào đúng, cái nào là sai, cái nào là Đức Phật dạy, cái nào không Phật dạy thì tự động điều chỉnh thôi. Vấn đề ở chỗ là giáo dục vẫn phải là mũi nhọn. Nếu cái tuổi trẻ mà không được học Phật pháp, sau này kế thừa cha của mình để làm trụ trì thì chỉ đi theo con đường lối mòn thôi, và cứ như thế mà nó tiếp tục. Cho nên để thay đổi nó thì con đường mà hoằng pháp và giáo dục Phật học đó, vẫn được là yếu tố quan trọng hàng đầu. Và cái đó người ta tự điều chỉnh thôi. Còn điều chỉnh bằng một cái áp lực từ bên phía giáo hội hay là từ cái hiến chương hay từ cái gì đó không phải là một giải pháp. Vì nó có thể làm cho người ta bất cần mà ta tách riêng ra thành một hệ phái độc lập thì sao. Do đó đối với Phật giáo thì có nhiều điều hết sức là khó khăn. Nhiều điều rất là khó khăn. Cho nên vấn đề còn lại là nói đúng và sai trong tình huống này thì rất là khó. Bởi vì chưa chắc người ta đã chấp nhận với nhau. Cho nên tốt nhất là mình cứ tiếp tục đi theo cái truyền thống mà lấy Phật làm quy chuẩn thì ăn chắc mặc bền. Còn tổ đó thì cũng có tổ có vấn đề. Không phải là tổ nào cũng chứng thánh hết. Có nhiều vị tổ tạo ra một trường phái mới mà nó cũng không đi tới đâu. Do đó thì kính tổ bằng cách là nghiên cứu tham khảo các ngài, nhưng mà đừng nên xem đó là cái quy chuẩn chân lý duy nhất. Còn Phật thì vẫn chuẩn hơn nhiều. Cho nên ta học ở Phật thì ta không có lo, còn học ở tổ thì cũng phải thận trọng. Cái nào đúng thì ta theo, còn nào không đúng thì ta đừng bận tâm. Để cho mình khỏi phải phiền não đó, mình truyền bá con đường chân chính thì có người khác là chọn lựa chân chính thôi. Còn cái nào mà nó bị lệch thì từ từ nó sẽ được chỉnh đốn. Nếu nó không được chỉnh đốn thì nó khó có thể tồn tại một cách là ở cái tính giá trị cao nhất của nó. Còn có rất nhiều người ta vẫn chấp nhận cái thành quả đơn giản như thế này đủ rồi. Thì đó cũng là một sự lựa chọn thôi. Bây giờ ta không có cách gì để mà ngăn cản được những chuyện như thế cả. Thì đó là một cái điều mà ta phải chấp nhận sự tương đối. Xin đi câu hỏi khác. Mô Phật, kính bạch Đại Đức, con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Kính bạch Đại Đức, cho con hỏi. Đôi khi giấc ngủ con thường nằm mơ. Khi mơ con thấy lửa cháy, có lúc lại thấy những dòng nước rất lớn. Lúc ấy con biết bay. Và cũng có khi điều con nằm mơ con thấy việc gì, thì vài tháng sau sự việc ấy lại diễn ra đúng như trong giấc mơ của con. Kính bạch Đại Đức, vậy nguyên nhân gì khiến con có những giấc mơ như thế? Kính Đại Đức giải đáp. Trong nội dung vừa nêu đó thì nó có hai mảng. Mảng đầu chúng tôi tạm gọi là những ảo giác, tức là những giấc mơ được hiểu như là những ác mộng do điều kiện sức khỏe, điều kiện phòng ngủ, thời điểm ngủ và ánh sáng hay là ánh mặt trời đó nó chiếu dọi vào bên trong mà ta có những cái giấc mơ gần như là ngoài sự kiểm soát cảm xúc và tâm lý của chúng ta. Thì những giấc mơ như thế đó chỉ cần thay đổi cái điều kiện không gian và thời gian của giấc ngủ, ta có thể khắc phục nó một cách dễ dàng. Có rất nhiều người có nhiều đó cho nên bị ảo giác gặp ma, nhất là những người lớn tuổi đó,